Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ lật tung ống thoát nước bởi vì con gái của mình lỡ làm rơi chiếc nhẫn cưới do chiếc nhẫn khá nhỏ. Mặc dù người phụ nữ này đã rửa từng chút bùn đất nhưng bà vẫn chưa thể tìm thấy món đồ của con gái. Lúc chứng kiến cảnh tượng này, cư dân mạng đưa ra vô số ý kiến trái chiều. Cụ thể, người này chia sẻ dòng trạng thái: chỉ vì sơ sẩy làm rơi nhẫn cưới xuống ống nước nên mình đã gào khóc quá trời. Thấy vậy, mẹ lo đào nguyên chỗ ống nước chảy để tìm lại nhẫn cho mình. Trong đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đang ngồi làm việc, trước mặt cô là một ống cống đã bị lật nắp lên một đoạn. Lúc này, cô trung niên bơm nước vào chiếc rá, bên trong đó có rất nhiều bùn đen. Vì vật dụng này quá nhỏ nên cô trung niên này gần như đã nạo vét toàn bộ bùn đất tại đây và tiến hành dùng nước rửa sạch từng tí một để tìm. Đoạn clip kể trên ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các bạn trẻ với vô số ý kiến trái chiều. Trong đó có cá nhân lên tiếng chỉ trích tài khoản này vì chiếc nhẫn cưới mà để mẹ phải tìm kiếm vất vả. Số khác lại tỏ ra thông cảm với thái độ của cô gái bởi đây là một trong những vật dụng quan trọng. Ngoài ra, nhiều dân mạng còn cảm phục trước tình cảm từ phía người mẹ trong đoạn clip này dành cho cô con gái của mình. Được biết, trước những lời chỉ trích từ phía cư dân mạng, tài khoản này cho biết do cô đang mang thai nên không thể tự tìm lại chiếc nhẫn cưới của mình. Ngoài mẹ, thì bác của bạn nữ này cũng tham gia tìm kiếm. Thế nhưng, vất vả một ngày trời mà họ vẫn chưa tìm thấy vật dụng này.